Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chiều cao không chỉ có ý nghĩa về mặt ngoại hình mà còn phản ánh tình trạng sức khỏe và nguy cơ bệnh tật của con người. Các dữ liệu và nghiên cứu khoa học cho thấy trẻ thấp bé thường đi kèm với tình trạng còi xương, suy dinh dưỡng, nguy cơ mắc nhiều bệnh lý khác nhau. Trong khi đó, chiều cao lý tưởng giúp con người tự tin, có nhiều cơ hội thành công hơn trong sự nghiệp và cuộc sống. Tuy nhiên, lâu nay phần đông bố mẹ Việt vẫn có những quan điểm sai lầm rằng người châu Á thấp bé là điều hiển nhiên, không có gì phải lo lắng. Trẻ thấp bé là do gen di truyền, cha mẹ lùn thì không thể nuôi con cao lớn. Thực tế là trẻ em châu Á hiện nay cao lớn không thua gì các nước Âu, Mỹ. Di truyền chỉ quyết định 20% chiều cao, 80% còn lại là do chế độ dinh dưỡng và vận động quyết định. Vậy làm thế nào tăng trưởng chiều cao an toàn, hiệu quả và toàn diện, giúp trẻ vừa tăng trưởng chiều cao lại vừa tăng cường sức khỏe, trí tuệ tối ưu? Cùng tiếp cận nhiều thông tin chuẩn khoa học, bổ ích về chiều cao, cơ hội và giải pháp mới mẻ tăng chiều cao trong chương trình giao lưu trực tuyến 3 giai đoạn vàng tăng chiều cao thần tốc cho trẻ, khoa học, hiệu quả, an toàn do hệ thống phòng khám dinh dưỡng Nutrihome phối hợp với báo điện tử vtv.vn, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành gồm Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Bạch Mai, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Giám đốc Y khoa miền Bắc hệ thống phòng khám dinh dưỡng Nutrihome, Tiến sĩ Bác sĩ Đào Thị Yến Phi, Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cố vấn chuyên môn hệ thống phòng khám dinh dưỡng Nutrihome, Thạc sĩ khoa học thể thao Phạm Thanh Nghị, trưởng phòng khoa học và y học thể thao, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp trên website báo điện tử VTV, báo Thanh niên, nutrihome.vn, vndc.vn, tâmanhhospital.vn, livestream trên các fanpage Trung tâm tin tức VTV24, VTV8 tin nóng miền Trung, Đài Truyền hình Vĩnh Long, hệ thống phòng khám dinh dưỡng Nutrihome, hệ thống trung tâm tiêm chủng trẻ em và người lớn VNVC, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, livestream trên ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam và kênh YouTube của Nutrihome, kênh YouTube của báo Thanh niên, Truyền hình Vĩnh Long, tiếp sóng trên fanpage vnexpress.net của báo điện tử vnexpress, Thanh niên.vn của báo Thanh niên vào lúc 20 giờ thứ ba ngày 4/1/2022, trực tiếp đặt câu hỏi trên các trang fanpage hoặc gọi đến hotline 1900 633 599 để được các chuyên gia tư vấn ngay từ hôm nay.